Đây là NDCN288 2024, mã số thiết kế mới đẹp hoàn toàn, thân hình Dynamic, giá chỉ có 7.500.000, bao ship rất nhiều tiền và còn tặng cho một cái túi hàng sức khỏe rất là thiệu. Cái này nhớ tranh thủ đặt hàng, chồng mình về cuối năm nay cũng có được có 110 cái nữa này nha. Rồi xong đó, đây là một cái đường hàng gốc rất là tuyệt vời, rất là rực rỡ lòng em. Nghe cái tiếng là quý hàng đã thấy nó quá ghiền rồi đúng không? Đẩy qua là tốc độ rất là nhanh nè. Quý hàng đang theo dõi là tính năng thứ 6 nữa. Mình tẩy cái này trong vòng phút chốc luôn. Từ một cái ống xấu xí vậy, mình sẽ tẩy ở cái tốc độ cao, có nghĩa là mình tăng 40A. Thì mọi người sẽ thấy sự tẩy tốc độ của nó cỡ này. Đây là một cái tính năng phụ trong một con máy này thôi nè. Mà nó từ một cái ống inox mà dơ mối hàng xấu như vậy đó, mình đã đưa nó trở về thành đó, mọi người có thể dùng trong những cái công ty mà sản xuất đồ trang trí nội thất inox là nên đầu tư con máy này, rất là có lợi. Rồi xong, bây giờ mình sẽ tạt nước để mình thấy rằng gì? Sự tuyệt vời của cái máy tẩy inox của chúng ta. Rồi xong, sạch sẽ rồi đó quý nè. Mình cùng nhau là mình rửa nước rồi, tại vì cái hóa chất đó mình không nên đụng tay trực tiếp vô. Rồi sau khi mình đã tẩy ra, mọi người thấy cái ống inox không? Không còn dấu vết gì của mối hàng nữa hết. Rồi xong. Và kính chào tất cả quý khách hàng thương mến, quay trở lại một lần nữa kênh Máy Hàng Em Quyền vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2024 nha quý khách. Chúc mọi người có một buổi tối thật là đầm ấm và thật là bình an. Thì hôm nay cảm ơn 5 anh khách hàng rất là thương mến đã đặt là 5 chú Top Gun xịn hào này. Đây. Hàng là Top Gun, cũng là Titan series, nhưng mà trong cái dòng không có chức năng AC, có model là 7, có model là 250BC, C đây là có nghĩa là cool, là lạnh là hiển nhiên rồi. Và cái đặc biệt nhất của em nó là chức năng clear, có nghĩa là điện giải bên cái mảng inox. Thì hôm nay 5 anh khách hàng thương mến đặt, thì mình đang chuẩn bị, đã test xong xuôi hết rồi, nhưng mà 5 anh đều nói là gì? Là làm ơn làm lại giùm tôi một cái video làm nhanh nhanh, chứ ngày qua ông làm dài quá. Thì đây là 5 cái máy mà mình đã test xong hết rồi. Thì bây giờ là mình dùng một cái máy này, mình nói để 5 anh cùng là thấy, rồi sau đó mình sẽ nhờ đứa nhân viên mình nó đóng gói bỏ vô 5 cái thùng để trong kia, để chúng ta đóng đơn xong rồi đi giao hàng tiết kiệm cho kịp. Và một cảm ơn một anh khách ở ngoài Hưng Yên đã đặt con máy New NBC 288 có chức năng cắt lát ma rất là xịn hào. Cắt là ảnh cũng yêu cầu là làm ơn đưa lên video test thử coi cắt được 12 ly rồi không, rồi tôi mới chấp nhận đơn hàng này. Thì em cũng cảm ơn anh Bình ở Hưng Yên rất là nhiều, cũng như cảm ơn 5 anh khách hàng đã đặt dòng Top Gun Titan series máy tích 250BC và có chức năng, thêm một chức năng thứ 7 là chức năng tẩy inox, giá trị là 2.200.000. Nếu mà mọi người mua một con máy tẩy như thế này chỉnh được 40A và giá hiện giờ là một số kênh YouTube nó đang bán là 2.200.000, đã nó đầm trọn trong cái con máy xịn hào Top Gun này. Rồi bây giờ mình lướt qua 5 tính năng bằng lý thuyết thôi, rồi ấy tổng cộng 7 tính năng, xin lỗi quý khách hàng cứ nhớ lộn con 250BC. Đầu tiên là chức năng hàng tích điểm. Tích điểm thì mình sẽ tắt cái thằng thời gian nghỉ này đi nè nha mọi người, chú ý nha, tích điểm mình tắt cái thời gian nghỉ này đi, chúng ta sẽ trở thành là một con máy ở chức năng nào mình ốp nó đi là tích điểm. Mình mở nó lên đó là hàng bao nhiêu mili giây, ví dụ nè, hàng là đây, hàng là mình bấm cứ nhảy hoài, hàng là mò đây 1 mili giây đó, đây là thời gian hàng. Rồi thời gian nghỉ của nó là 1 giây thì nó gọi là chức năng tích lạnh, là tính năng thứ 2. Tính năng thứ 3 là tính năng hàng tích thường, thứ 4 là tích xung, thứ 5 là rebit trong cái việc tạo xung tay, rồi thứ 6 là hàng que, và thứ 7 là chức năng tẩy mối hàng inox, hay còn gọi là máy điện giải. Tổng cộng 7 tính năng. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ đứa em nó dọn 4 cái máy này đóng gói cho nó dọn mặt bằng, rồi sau đó mình sẽ vô hướng dẫn rất là nhanh, nó hướng dẫn rất là nhanh từng tính năng. Bây giờ trong thời gian nó dọn xuống thì mình sẽ đấu cái súng hàng tích vô mà mình hướng dẫn mọi người liền. Ưu điểm của chú máy này là gì?
nó là được cái là cái cọc lớn 35-50 ly vuông, và súng tích thì lúc nào chúng ta phải gắn ở bên dấu trừ. Nè mọi người coi nè, mình sẽ cố gắng làm cái video này thật nhanh thử coi, 15-20 phút là được không. Dây là đường khí đi rời, đường khí đi rời như vậy nó có ưu điểm là gì, chúng ta dễ bảo trì lắm. Lỡ cộng ống khí này nó đứt ta thay ống khí, lỡ cộng cáp đứt ta thay cộng cáp. Cáp là 100% bằng dây đồng, khẳng định với cái hàng luôn, cáp 16 ly vuông. Đây là cái cộng dây điều khiển này là của cái cây súng hàng, cái súng tẩy, cho nên mình sẽ gỡ ra. Mình sẽ gỡ cái cộng dây điều khiển này ra, mình cắm dây điều khiển của súng tích vô. Đây, mọi người coi kỹ. Rồi, đây mình sẽ gắn dây điều khiển của súng tích vô. Rồi, rất là xong rồi ha. Khí, điều khiển, súng nằm ngay tại chỗ này. Rồi, các bạn thấy không? Rồi, kẹp mát thì sẽ gắn qua bên dấu cộng chắc chắn rồi. Máy thì cho theo là 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát, cáp 100% ly vuông bằng đồng. Và mấy anh khách đã rất là thích khi mà mua một con máy như vậy, và đã được tới là hai cái máy. Tạm thời mình bỏ mấy cái tính năng qua bên đi ha, mình chỉ nói đây là máy hàng tích thôi. Thì chúng ta đã có một con máy tẩy inox trị giá là 2.200.000 ở đây rồi. Nó mình gắn lộn với kiềm hàng que rồi. Đó, kẹp mát phải gắn dấu cộng, mà mình lại lụm cái kiềm hàng que mình gắn vô. Đây, kẹp mát gắn vô dấu cộng. Rồi mọi người chú ý đây. Rồi bây giờ mình sẽ cầm cái súng hàng tích này lên, và chúng ta sẽ tiến hành đi lắp cái kim hàng. Đã gọi là hướng dẫn thì cho nên mình sẽ cố gắng thật sự là làm cực kỳ kỳ nhanh, nhưng mà phải đầy đủ nội dung chi tiết chứ không thể nào mà làm ẩu tả được. Đây, kẹp mát dấu cộng gắn vô. Thì chúng ta để hàng tích được thì chúng ta buộc phải có cây điện cực hàng tích và cái đồ để xử lý nó. Thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ gắn cái collet body vô. Mình sẽ cố gắng nói thật là nhanh, mà mình cũng không có muốn là mọi người khó hiểu về chuyện này. Mọi người đang theo dõi, mình đang lắp đặt những cái phụ kiện của thằng hàng tích vô. Đây là cây von ram. Cây này nó nhiệt độ nóng chảy rất cao, công dụng của nó sẽ làm cho cái kim loại chảy ra, nhưng mà bản thân nó không chảy ra được, bởi vì nhiệt độ nóng chảy của cái cây von ram này nó tới trên 3.700 độ C lần, cho nên người ta mới gọi nó là cây điện cực hàng. Đây là điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ. Khí trơ đây là khí hạt gông. Và cái kim mình sẽ chỉnh một cái góc độ như thế này. Mọi người chú ý, nếu mà ai chê cái video này thì có thể bỏ qua không coi, nhưng mà video này mình sẽ cố gắng là cảm ơn năm anh khách và hướng dẫn tận tình năm anh luôn. Rồi, mình đã gắn kim xong xuôi, bây giờ kẹp mát cũng đã gắn vô xong xuôi. Rồi bây giờ mình sẽ vô chức năng chính của nó là tích lạnh trước nha. Mọi người chú ý, mời là nhìn lên màn hình. Đó, hiện giờ nó đang nằm ở chức năng tẩy, thì bây giờ mình sẽ vô chức năng hàn tích thường trước đi. Đây, mình sẽ hàn hai cái miếng inox dày, có độ dày này là 1.5 ly lại nha. Mọi người coi, nó đang dính băng keo, nó có bốc khói, mong mọi người thông cảm nha. Rồi, mình sẽ bật ở chức năng hàn tích. Nó khi mở tích là quạt nó quay, còn khi mình để ở chức năng tẩy là quạt nó tắt. Quý hàng nghe tiếng không? Nè, bắt đầu mở lên tích. Rồi, ở trong chức năng tích thường thì chúng ta sẽ hàn ở chức năng là 2T. 2T là có nghĩa là bóp cò nó ra, nó sẽ 2T là vậy. 2T mình nói lẹ luôn mà, đã gọi là hướng dẫn mà. 2T là bóp cò giữ, để mình chỉnh lửa nhỏ để nó đau mắt của mình. Đây 2T nè, bóp cò có lửa, buông cò mất lửa nè. Buông ra. Đó, nay gọi là 2T, mình duy trì dòng bao nhiêu mình mong muốn, gọi là 2T. Tính năng bật qua đây, 4T là vậy, 4T là vậy. Bóp rồi buông nè, coi tay mình nè, bóp buông rồi. Nó sẽ tạo ra rồi, kéo bóp cái nữa ngắt, đó gọi là 4T. Thì bây giờ mình sẽ lập quay trở lại là 2T, và mình sẽ chỉnh dòng hàng đối với cái miếng inox này 1.5 ly. Thì mình đầu tiên mình phải set up cái này trước nha, khí ra trước 0.2 giây. Up lớp này thì dòng bắt đầu này mình tắt đi, mình không cần. Rồi up lớp cũng tắt đi. Rồi dòng chính mình sẽ để là 45 ampe. Rồi khí down lớp tắt bằng không luôn, là dòng hạ xuống. Rồi dòng kết thúc để 10 ampe, khí ra sao mình để 3 giây. Rồi bây giờ mình vô tiến hành hàn cái miếng inox này liền ở chức năng tích thường. Mình nói rất là nhanh, trong vòng mình cố gắng hết sức rồi, được 18-20 phút là xong cái video này. Rồi sau đó mình còn vô mình test con máy NBC288 new nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bon nó. Mời mọi người coi nè, mình sẽ bon cho hai cái miếng inox này dính lại nha. Mọi người chú ý nè, nó đang hở này nha. Rồi bon, mời tất cả quý hàng thì bon em đó. Về mặt quy tắc là mình phải bon ở dòng cao, mà mình vẫn để 45 ampe, mình bon luôn. Mọi người coi sự tuyệt vời của nó, bon. Rồi em muốn đã dính, rồi mình khóa điểm giữa. Đây là sự tuyệt vời của máy tích này. Và mình đã sẽ tiến hành
để cho tốc độ hàn nhanh hơn thì mình sẽ tăng lên 50 đi ha, 55 ampe luôn, cho nó đạt độ ngấu và nó tốc độ nó nhanh ở trạng thái 2T. Mời tất cả quý hàng theo dõi trên con máy tích này. Wow, đây là chức năng thích thường, mình bóp cò và mình sẽ điều phối cái hồ quang nó đi. Nếu mọi người theo dõi được thì nó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Nó và cái ngọn lửa của nó được tạo ra bởi cái cây điện cực hàn đó, quý hàng thấy không? Và nó làm cho hai miếng inox tự chảy hòa quyện ra với nhau. Nó mình nguyên nhân lý do là mình dướng cái tay trái của mình vô cái kẹp mát. Rồi đó, tiếp tục di chuyển. Mọi người có thấy rõ nó không? Mình sẽ nhờ đứa em nó quay kỹ cho mọi người coi. Đây gọi là chức năng hàng tích thường. Nó rất là tuyệt vời. Đó, tích thường là như vậy, tích thường 2T là như vậy. Rồi xong. Là cái hàng thấy rất kỹ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô chức năng tiếp theo là chức năng hàng tích xung. Tạm thời tích xung mình vẫn để trên cái miếng này luôn nha. Mình sẽ không đổi qua ghép nối gì hết. Muốn ghép cũng được thôi, mình cho tích xung mình ghép nối cho mọi người coi luôn. Trước khi vô xung mình quay trở lại cái tích thường cái đi, để mình cho tụi nó dính nhau cái. Rồi mình ghép cái đường này cho nó dính nha. Mời mọi người theo dõi. Cái độ dày này thì mình không có biểu diễn tích lạnh đâu, mình sẽ xài tích thường thôi. Đó, tích lạnh là nó sẽ đặc biệt là nó chỉ ứng dụng để mình hàn bên cái đầu mỏng, cho nên lần này mình sẽ hàn tích xung. Đây là tính năng thứ hai xung. Xung là có sự dao động giữa dòng chảy và dòng làm nguội rồi, bon. Em nó đã dính lại nè, các bạn thấy rõ ràng không? Rồi, lật qua đây. Mình sẽ cố gắng hết sức làm video này cực kỳ nhanh cho năm anh khách hàng về để biết làm luôn. Rồi, dính lại luôn. À, và mình đoan điểm giữa nữa. Rồi, mình sẽ thực hiện một đường xung cho tất cả quý hàng coi, rất nhanh. Xung, xung thì mình cần cái dòng chảy của nó cao chút xíu đi ha, 70 ampe. Rồi, mình sẽ set up cái dòng nền của nó là gọi là 10% của dòng chính, có nghĩa là nó 7 ampe. Rồi tiếp theo đó mình sẽ chỉnh cái tần số xung là chỉ cần 1 hạt cho quý hàng coi thôi. Rồi, độ rộng xung bây giờ mình set up có nghĩa là thời gian nó ngâm cái dòng 70 ampe mình cho nó ngâm trong vòng là 25% của 1 giây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng chức năng thứ hai là chức năng tích xung. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Mình sẽ làm rất là nhanh. Vô. Chúng ta cùng nhau theo dõi chức năng hàng tích xung nha. Đó, khi nó lên dòng chính nó sẽ ngâm trong vòng 0,25 giây. Rồi. Nó sẽ có quá trình hàn, rồi quá trình làm nguội, hàn, làm nguội, hàn, làm nguội, hàn, làm nguội, hàn, làm nguội. Thì cái đó nó gọi là xung. Chứ nãy chúng ta đẩy một đường dài thì nó sẽ bị gọi là nó hơi biến dạng. Nhưng mà ở đây là mình chỉnh cái dòng này nó cao 70 và tần số nó hơi thấp thì con hàn nó sẽ đang bị hơn lúc nãy. Rồi, quý khách sẽ thấy đó là hiệu ứng xung. Thì bây giờ để cho con hàng nó hẹp lại thì bây giờ mình sẽ tăng cái tần số xung lên. Mọi người chú ý nè, mình sẽ tăng cái tần số xung. Hồi nãy mình để chỉ có là tần số xung là chỉ có 1 hạt thôi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho nó lên là 2 hạt, để cho 2 hạt rưỡi luôn. Rồi, mọi người chú ý nè. Tiếp tục hàng, mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. Quý hàng đang theo dõi chức năng tích xung, cũng là tính năng thứ hai trên con máy xịn hàng này. Xung lần này mình cho nó cao lên, đó, thấy không? Và mình sẽ đẩy một đường xung cho mọi người coi. Đây là quá trình tạo xung của một con máy 250BC có chức năng tẩy inox luôn. Rất là tuyệt vời đúng không ra thấy không? Xung là ý nghĩa là vậy, nó sẽ làm cho cái với cái này nó bị dẫn lên rồi, hồi nãy mình ghép nó bị dẫn lên cho nên nó không ăn mối hàng, nó tạm thời nó đang bị dẫn với hàng thấy không đó, cho nên hơi kệ nó đi, lỡ rồi để nó đi. Thôi mình đẩy một đường ra ngoài cho mọi người thấy cho rõ nha. Vô. Cái đó là một cái miếng bên này nó dẫn lên rồi cho nên khó thấy lắm, nó lại không ăn với nhau rồi, buộc lòng phải bỏ làm lại, làm ra ngoài nè. Đây là tính năng thứ hai là tính năng xung nữa nè, nó dẫn ra lên cho nên nó không ăn, nó không chảy hòa quyện ra với nhau. Rồi, xung là như vậy, hàng nghỉ xong, rất là tuyệt vời. Đó, đây là cái đường tạo xung của em đó. Để
rồi quý hàng thấy nó rất là kỹ lưỡng không, sung ra rất là đẹp đó. Xong ngoài cái sung đó mình có thể là trang trí cổ vô là bằng cách mình tăng cái dòng này lên tầm là 186 ampe ha, 80 đi, rồi dòng nền mình cho nó lên 35% của dòng chính, rồi tần số sung mình cho nó lên là 19 hạt chính đi, rồi độ động sung mình cho nó lên 30, rồi mình sẽ tạo một đường trang trí combo cũng là tích năng sung luôn. Mọi người theo dõi nha, vô. Rất là rực rỡ lòng em. Đó, đây là tính năng trang trí combo tạo ra những cái đường mũi tên. Làm lại cho mọi người coi nữa nè, vô. Rồi, xong. Đó là tính năng sung, là tính năng thứ hai. Tiếp theo đó chúng ta vô tính năng thứ ba là tính năng hàng tích điểm, rất là quan trọng. Tích điểm thì chúng ta là cho dòng lớn nhất 250 ampe. Thì trong tích điểm thì quý khách hàng sẽ quan trọng nhất là gì? Thời gian hàng, thời gian nghỉ. Mà thời gian nghỉ đây mình tắt nó đi, là mình off nó đi, thì chúng ta chỉ còn có chức năng duy nhất là hàng tích điểm mà thôi. Điểm là gì? Mình sẽ chỉnh thời gian ngâm của một cái điểm hàng. Thì bây giờ trên tay mình sẽ chuẩn bị hai miếng inox này là mỏng 8 diêm. Rồi, để hàng được 8 diêm, miếng 2 miếng inox 8 diêm này ở chức năng tích điểm đầu mỏng mà, thì mình sẽ chỉnh cái thời gian hàng của em nó là tầm 30 mili giây. Rồi, mình sẽ thực hiện chức năng từng điểm, tức là tạo ra mỗi điểm vậy đó. Thì toàn bộ đây là tính năng của nó ha. Tích thường làm rồi, tích sung làm rồi, giờ tới tích chức năng thứ ba là tích điểm. Mình sẽ cố gắng hết sức mình làm cái video này trong một cái thời gian cực kỳ ngắn để cho quý khách hàng coi cho nó đỡ chán, nhưng mà nó cũng sẽ đầy đủ nội dung chi tiết của từng cái tính năng của nó. Rồi, chúng ta sẽ lấy hai miếng inox mà chưa ghép đoạn nào, cái thằng thấy rất kỹ ha. 8 gem thải suốt rớt rầm rầm đó, mà mình làm cái video trong cái trạng thái rất là khó chịu chứ không, không giờ này nó trễ giờ dữ lắm rồi đó. Để hàng được tích điểm thì chúng ta phải làm cho hai miếng inox này nó đảm bảo nó phải khích rịch như vậy. Rồi dòng thì vẫn để 250 ampe, và bây giờ mình sẽ khóa một điểm hàng. Mời tất cả quý thằng theo dõi nè, khóa nè. Rồi, em nó đã dính lại, cái thằng thấy không đó, buông tay ra rồi đó, rất là tuyệt vời. Rồi mình khóa bên này một điểm nè, mọi người chú ý nè, hai điểm, cái thằng thấy không. Rồi tiếp tục 3 điểm, rồi tiếp tục mình khóa dài qua này luôn, 4 điểm ở giữa, 5 điểm đó. Mỗi lần mình nhấn tay một cái là thời gian nó y chang nhau, mình để 30 mili giây, 6 điểm, 7 điểm. Rồi mình nên khóa nhặt nó lại xuống dưới, 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm. Quý khách hàng thấy toàn bộ 10 cái điểm này nó sẽ giống nhau, và bây giờ mình sẽ làm cho nó liên lạc lại. Nhưng mà hiện giờ mình bị cái ánh sáng nó dạ không thấy đường, mình nhờ đứa em mở giùm anh đèn lên trung quanh anh thấy đường, anh làm cho quý khách hàng anh coi. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp đường hàng này vô và mời tất cả mọi người theo dõi sự tuyệt vời của tích điểm. Tích điểm có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ hàng một cái dòng hàng 250 ampe, một điểm hàng của nó sẽ là 30 mili giây. Rồi mọi người chú ý nè, đó, nhẹ nhàng giờ cái mỏ nó qua. Cái việc này ai mua về cũng có thể làm được hết á. Nó mình hướng dẫn đây là rất là nhanh luôn. Cái trong cái video dài này thực ra nó vẫn có một cái đoạn, những cái đoạn video để mình hướng dẫn luôn. Dời qua. Mỗi một cái điểm hàng nó sẽ là 30 mili giây. Đó, và mỗi lần mình làm một cái điểm mà mình sẽ lấy cái tay mình nhấn vô cái cò nữa, các bạn thấy không? Nhưng mà thực ra tốc độ cũng rất là nhanh. Mọi người coi mình hàng một cái đoạn này hơn 8 phân. Nhưng mà quý khách hàng sẽ nghĩ rằng gì, nó cũng không có mất nhiều thời gian đâu. Mọi người chú ý nè, mình sẽ kéo một đường này tới cuối cho nó ra 8 phần. Đó là mình đang cố gắng làm video hướng dẫn á, chứ mình cố tình mình tập trung vô mình hàng mà giống như mình đang làm công việc thực tế trong nhà xưởng á, thì không có đến nỗi nó chậm vậy đâu, làm rất là nhanh đó. Mọi người coi đây là tính năng thứ ba của em nó rồi, quá tuyệt vời đó. Mình chỉ cần di chuyển cái mỏ ở vòng 30 mili giây, em nó đã làm quá rực rỡ lòng em như vậy đó. Mọi người này là chưa đủ 8 phân đúng không, lên nguyên nãy miếng này nữa đi cho đủ 8 phân nào. Tiếp tục đếm thời gian nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đó, lần này mình làm nhanh chứ là nãy quay hướng dẫn là làm lâu thôi nè. Tiếp tục làm lại đường này để mọi người coi tốc độ đó nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Quý hàng chú ý cái tay mình nha, mỗi lần mình ra một điểm là mình nhịp cò đó. Nào coi tốc độ nè, lần này mình vừa cố gắng nói nhanh mà cũng tập trung tung hàng nhanh luôn nè đó. Mọi người thấy thực ra cái chức năng tích điểm này nó ứng dụng trong cái mảng inox mỏng cũng như làm cửa, làm bông gió rồi inox rất là tuyệt vời đó.
Cái hàng thấy nãy giờ mình hàng đây là hơn một tấc rồi đó, đường hàng đó, hơn một tấc rồi. Rồi bây giờ còn một đoạn bên này đó, mình không có gian dối mập mờ gì đâu cả. Bật qua chức năng thứ tư là chức năng tích lạnh. Lạnh có nghĩa là gì? Bây giờ mình sẽ thời gian hàng là 30 mili giây, lần này mình cho nó xuống 25 mili giây, bởi vì nó có thời gian nghỉ. Mình sẽ cho nó mỗi một lần hàng 25 mili giây và sẽ nghỉ một giây. Lúc này mình chỉ nhấn cò một lần. Hồi nãy các bạn thấy là mỗi một điểm mình nhấn cò một lần, thì bây giờ mình chỉ nhấn cò một lần duy nhất thôi, thì máy nó sẽ tự nó hàng cho chúng ta. Đó là nó là ưu điểm tuyệt đỉnh công phu của cái máy hàng tích điểm này. Rồi mọi người chú ý này nha, mình sẽ giữ cò một lần và chú ý ngón tay mình nha, mình bóp một con vô đó, hàng một điểm 25, nghỉ một giây đó, mình dễ lắm nó. Cái hàng dời qua nếu làm biến bóp cò thì mình bóp một lần thôi đó. Hiện giờ mình đang bóp một lần nè, với hàng thấy không đó, mình làm mọi thứ đều rất là thực tế, không có gian dối mập mờ ở đây đó mọi người coi này. Nếu trong cái video này mình có thể tách ra thành một cái video gọi là hướng dẫn hàng tích lạnh vẫn được, mọi người thấy không? Cái trong cái tích lạnh là mọi người thấy mình đâu có cái gì khó khăn gì đâu, nó đang làm trên video nè. Rồi xong, mình sắp tới cái điểm kế bên này là mình sẽ ngưng lại và mình sẽ cho nó nghỉ nè ha, 25 mili giây, và nó sẽ cho nó nghỉ trong vòng 0,7 giây thôi. Nếu mà mọi người nói ồ mẹ tao bóp về nó lâu quá mẹ ơi, đó đây cái nào thấy không, nếu mà mình bóp lâu quá mình nói tao muốn nhanh hơn, rồi thì mọi người chú ý lên cái màn hình này. Bây giờ mình sẽ cũng là vậy thôi, 25 mili giây, nếu mà mình nghỉ ít thì mình lại giảm cái dòng xuống, mình cho xuống 20 hết rồi ha, 20 mili giây, hàng một điểm hàng và sẽ nghỉ trong vòng 0,7 giây. Lần này cái đường hàng nó cũng sẽ là rất là nhanh, và nó cũng sẽ lần này nó sẽ chớp rất nhanh. Mình cũng sẽ nhấn cò một lần nè, mọi người chú ý nè, vô nè, làm lại nè, vô nè, hàng bây giờ mình giảm xuống còn 25 mili giây thôi, bởi vì nó nghỉ ít quá thì mình muốn cho con hàng nó vẫn duy trì giống như trang là 30 mili giây, thì quý khách hàng buộc lòng phải giảm thời gian ngâm xuống còn 25 mili giây đó. Thực ra mình ngắt một cái đoạn video này không, nó cũng đã ra toàn bộ quá trình hướng dẫn hàng tích lạnh rồi và tích điểm luôn đó. Quý khách hàng thấy sự chính xác điều khiển hồ quang của nó không? Rất là dễ, thực ra không có khó khăn gì cả. Quan trọng là cái người hướng dẫn cho quý khách hàng trên YouTube thôi. Đó, mình đã thực hiện xong một cái đường rất là đơn giản và rất là đẹp nữa nè. Như cái đường này thì không cần là tẩy rồi, mà cái máy này nó quá dữ đi. Nó vừa làm một cái tính năng tẩy rồi nó làm tính năng lạnh nữa thì rất là tuyệt vời một con máy. Bây giờ là được 4 tính năng rồi, mình sẽ vô tính năng thứ tư là tính năng hà rebit. Mình sẽ di chuyển lên tích thường. Mình rebit là tạo xung tay. Tạo xung tay ví dụ vậy, mình sẽ cũng tiếp tục hàng cái miếng inox đó. Mình sẽ để dòng là 45 ampere để mình hàng một cái miếng inox đó. À mọi người chú ý ha, là mình làm lại một đường khác cho mọi người coi. Rồi, trước khi tạo xung tay thì mình sẽ bật qua chức năng tích thường để mình bon cho tụi nó dính lại cái đã. Rồi, mình sẽ bon dính lại để mình hàng hai cái miếng inox 8 gem tương tự giống vậy. Thì mình cũng phải cần một cái dòng hàng là 45 ampere, mình vừa chỉnh rồi đó, mình sẽ cho nó dính lại nè. Mọi người chú ý nha, đây là tích thường. Rồi em nó dính lại, chưa dính. Rồi dính rồi, chưa đủ lửa, mình sẽ tăng lên chút xíu nè. Nguyên tắc hàng bon mình phải cho lửa cao chút, mình cho nó lên 100 ampere để cho tụi nó dính lại, sau đó mình phải giảm xuống 45. Mọi người chú ý nè, dính nè, đó dòng cao, dính nè. Đây nè, đây là mình đang sử dụng chức năng tích thường thôi. Rồi bây giờ mình vô tính năng thứ năm là rebit, có nghĩa là tạo xung tay. Trước khi vô rebit mình đưa về dòng để nó chạy miếng inox đó là 45 ampere, và mình vô rebit. Rebit có nghĩa là gì? Mình sẽ tạo xung tay nè, mọi người chú ý nè ha, vô nè, mỗi một lần mình bóp nó sẽ lên là 45, mình bóp nó giảm xuống, buông nó lên 45, bóp nó giảm nè, di chuyển qua bóp, tăng nè, bóp nè, tăng 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 bóp nè, nó vừa chảy mình bóp xuống, tăng bóp về qua tăng bóp nè. Thực ra cái chức năng này nó phù hợp với hàng đồ dày hơn là đồ mỏng đó, nhưng mà nó sẽ tạo ra dải cá rất là đẹp. Bóp nè, cho nó yếu lại, về qua tăng nè, bóp về qua nè. À, đây là tính năng rất là đặc biệt, chỉ có máy mắc tiền mới có là rebit. Rồi giờ qua tăng lên bóp xuống, tăng lên vừa chảy bóp xuống, tăng lên vừa chảy bóp xuống,
tăng lên vừa chảy bóp xuống, tăng lên vừa chảy bóp xuống, tăng lên vừa chảy bóp xuống, giờ qua tăng lên vừa chảy bóp xuống, giờ qua tăng lên vừa chảy bóp xuống, tăng lên vừa chảy bóp xuống, tăng lên vừa chảy bóp xuống, tăng lên vừa chảy bóp xuống. Đây là chức năng repeat trên con máy này. Khi mình muốn ngắt cái hầu quang nó, một lần mình mới nhắc cái súng ra khỏi cái miếng này nha, chứ nó không có tự ngắt. Đó là chức năng tuyệt vời của chức năng repeat. Thì mọi người mà không biết cách hàng thì vẫn có thể ứng dụng cái repeat này để sử dụng cũng rất là tuyệt vời. Là tính năng thứ 5. Tính năng thứ 6 của chúng ta là tính năng hàng que. Thì mọi người thông cảm cho phép mình là bỏ qua que và mình sẽ vô tính năng cuối cùng. Hàng que thì cũng nói về lý thuyết thôi. Hàng que thì chúng ta sẽ gắn là cái kẹp mát, xong hết mọi thứ rồi đó nè. Thì mình sẽ tiếp tục gắn cái kìm hàng que vô dấu cộng nè. Rồi gắn cái kìm hàng que dấu cộng, nó lộn. Đây, đây là cái kẹp mát phải dời qua dấu trừ. Và đây là cái kìm hàng que mình sẽ gắn vô dấu cộng. Không có gì hết, tại nãy giờ mình chưa lấy kìm hàng que ra. Rồi nếu mà quý hàng muốn thì mình hàng luôn. Rồi để 76A, lấy một cây đũa hàng 2.5 ly, dở Giang nằm đây, nó nói cho nó đủ và chi tiết cho rồi đi, chứ để Giang dối mập mờ chi cho nó mệt. Rồi lụm miếng sắt nhỏ nhỏ dưới đất này lên nè. Rồi lấy kẹp mát nè, đang nằm đây nè. Rồi kẹp nó vô. Rồi chọt hàng que luôn, mời tất cả các hàng coi luôn. Đây là tính năng thứ 6. Chọt một phát ăn ngay. Chọt một phát ăn ngay. Chọt một phát ăn ngay. Đây là tính năng thứ 6. Sáu tính năng mà mình đã thực hiện rồi. Có thể nó dài hơn, mong mọi người thông cảm. Rồi xong. Xong, tính năng thứ 6 cũng đã thực hiện rồi. Không nợ nần ai hết. Tính mình là vậy. Tính nợ mà cuối cùng không nợ nần luôn. Rồi chúng ta cuối cùng vô tính năng cuối cùng là tính năng thứ 7, là chức năng tẩy cái mối hàng. Thì bây giờ kênh máy hàng Em Quyền cũng có thương mến tặng cho quý hàng một cái cây súng tẩy luôn. Mà giá bây giờ quý hàng thấy rồi, có 5.700.000. Mà nội tặng cái cây súng này không là trị giá đã là 400.000 rồi. Trong khi đó mình đi mua một con máy điện giải trên thị trường nó bán là 2.200.000. Đó, mình đã tháo cái súng tích ra, kìm hàng que, kẹp mát ra hết. Đây là một trọn bộ phụ kiện của em, nó đầy đủ đây. Còn cho thêm 7 bộ kẹp kim, 6 bộ kẹp kim rồi, 6 cây kim hàng rất là xịn nữa. Rồi, đây là tính năng rất là quan trọng và là một cái phần quà mình cảm thấy rất là vui khi cuối năm chuẩn bị tới Tết Nguyên Đán, chúng ta lại về một cái dòng máy quá đẳng cấp và quá chất lượng và ứng dụng quá thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Rồi lại đây gọi là tính năng hà tẩy hay gọi là điện giải. Thì riêng cái mối hàng tích lạnh của em nó làm ra thì thôi kệ đi, tẩy chi, nó đẹp quá là tẩy chi với thằng không. Rồi buộc lòng hàng cái tẩy này á, thì súng tẩy nó cũng phải nằm bên dấu trừ, và mình cũng cần một cái kẹp mát. Mình sẽ cho nó qua dấu cộng. Đây mọi người chú ý nè, kẹp mát tiếp tục gắn vô dấu cộng. Đây là tính năng thứ 7 và cũng là tính năng cuối cùng trên con máy tích 250BC xịn hào này. Đây là những sản phẩm gì mình hàng nãy giờ. Ví dụ như tích lạnh thì nó trắng sẵn rồi, khỏi cần, bỏ đi khỏi tẩy. Thì bây giờ mình sẽ vô một cái này, những cái đường hàng này muốn tẩy. Ví dụ ha, mình có tập trung một số cái đồ mình sẽ cần tẩy thêm cho mọi người coi. Rồi mọi người chú ý những cái đường mà mình hàng nó có xấu xa xấu xí như vậy. Đó, ngày qua mình cũng đã tẩy rồi nè, video hôm qua tẩy nè ha. Rồi rồi hôm nay tích lạnh không tẩy, đẹp rồi tẩy chi nữa. Nhưng mà có những cái mình sẽ biểu diễn là giống như hàng tích repeat nè, là không được đẹp nè, phải tẩy nè. Hàng tích thường nãy phải tẩy nè. Đó, hàng bị lỗi cũng phải tẩy nè. Mà đường hàng rất là đẹp, cái hàng thấy không, nói con máy nó hàng tích xung nhìn đẹp khủng khiếp thì chứ. Rồi mình sẽ tẩy lần lượt từng mối hàng này, repeat nè, tẩy hết rồi. Chúng ta cùng nhau tập trung. Rồi đây là những mối hàng mình sẽ tẩy cụ thể trên những cái đường hàng này, và chúng ta sẽ máy cho theo một cái bình để đựng cái dung dịch tẩy nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đổ bình dung dịch tẩy ra, và chú quý hàng chú ý trên màn hình mình sẽ di chuyển qua tính năng cuối cùng là tính năng tẩy, và hay gọi là điện giải. Mọi người đang nghe tiếng quạt chạy miên man đúng không, nhấn nhẹ nhàng qua nút clear. Bây giờ mình sẽ tĩnh đồ mỏng thì mình để tầm 15A. Rồi mình sẽ cần một cái bình để chứa cái dung dịch tẩy. Cái này mình có tặng cho khách hàng khi mà mua cái máy này, năm anh khách thương mến, anh đều có hết, đừng lo lắng điều đó nha. Chất lượng rất là cao, mỏ tẩy nhưng mà bẻ rất là dẻo, muốn để kiểu gì cũng được.
trong hốc, trong kẹt, rồi bẻ trong hốc, trong kẹt gì, tẩy được hết, chĩa lên, chĩa xuống, bẻ được hết. Rồi, bây giờ mình bước đầu tiên, chúng ta nhẹ nhàng nhúng chổi tẩy. Và mọi người chú ý thẳng lên màn hình, mỗi lần mình bóp cò thì cây đèn working này nó sẽ sáng lên, là lúc đó chúng ta thực hiện động tác tẩy, bóp cò tắt, buông cò. Bóp cò là sáng lên, buông cò tắt, bóp cò sáng lên, buông cò tắt, bóp cò sáng lên, buông cò tắt. Đó là quá trình chúng ta thực hiện tẩy. Để bây giờ mình dời cái này qua. Đây là tính năng thứ 6, mình mới hàng que xong. Tay mình luyện thiết xa trưởng cho nên mình bóc vô luôn cái miếng sắt này luôn. Mình rất là hay quá nè. Đây là tính năng thứ 6 hàng que chưa gõ sỉ. Rồi chúng ta sẽ kẹp mát vô trong đây. Lần lượt chúng ta sẽ tẩy. Đầu tiên mình sẽ tẩy cái mối hàng Revit nè. Mọi người chú ý với 15 ampe mình lỡ hàng nó biến dạng tùm lum nè, đúng không? Rồi chúng ta bóp cò tẩy em đó nha. Nè, lướt nhẹ qua, lướt nhẹ qua, lướt nhẹ qua, lướt nhẹ qua. Quý hàng đang theo dõi tính năng thứ 7 là tính năng phụ thôi nhưng mà chất lượng rất là cao, 40 ampe. Đó, mình đang tẩy nè, rất là rực rỡ lòng em. Xong một đường. Rồi tạt nước cho mọi người thấy rất kỹ về cái chất lượng của nó luôn. Đó, mình sẽ cho nó tẩy tới đâu tạt tới đó. Đây. Rất là sạch sẽ. Mình lấy cái nùi dẻ mình lau qua, tại nãy mình quẹt cái này đó, mối hàng nó sáng bong bóc rồi nè. Rồi một đường để mình sẽ lau qua. Tiếp theo đó mình sẽ lấy cái mối hàng này. Đây là cái mối hàng bị lỗi nè, đúng không? Rồi, chỗ này trang trí cổ bô nó hơi bị lố lửa nè. Các bạn thấy không? Trang trí cổ bô bị lố lửa nè. Rồi chúng ta cũng tiếp tục nhúng chổi tẩy vô. Rồi bóp cò và chúng ta sẽ tẩy. Mời tất cả mọi người theo dõi nè. Gắn kẹp mát vô. Rồi chúng ta cùng nhau coi nó nha. Còn tích lạnh này thì thôi khỏi tẩy đi, nó đẹp rồi. Rồi mọi người chú ý là mình bắt đầu tẩy đây. Mời tất cả quý thằng theo dõi. Vô. Đây. Chúng ta tẩy cái thằng này. Mọi người coi đây, tẩy. Một con máy hàng tích giá chất rất là rẻ nè, mà nó còn đầy đủ tính năng như thế này. Rồi chúng ta tẩy tăng lên miếng ampe, tẩy cho mọi người coi. Đẩy qua đẩy lại là nó sẽ trắng long lanh rực rỡ lòng em. Mọi người coi nè. Khi chúng ta lỡ hàng bị cháy, bị xấu gì đó thì chúng ta chỉ cần đẩy qua, đẩy lại nè, xong rồi. Đây là gọi là điện giải nè. Mọi người sẽ thấy ra cái đường trang trí của bô bây giờ nó đẹp cực kỳ luôn. Rồi mọi người chú ý này nha, coi nè. Đây là đường nãy mình hàng bị lỗi nè. Đó, này trắng lại, mút lại liền. Trắng y chang trở lại là Ngọc Trinh mà đang chuẩn bị thực hiện là em đó tội nghiệp luôn. Đó, đua xe, nhảy xe rồi tùm lum. Nó trắng y chang Ngọc Trinh. Xong, tạt qua miếng nước để mọi người thấy sự chất lượng của nó. Và mình lao cho mọi người coi. Đây. Rất là rực rỡ lòng em nè, mấy thằng thấy không? Thấy chất lượng tẩy mối hàng của nó không? Rồi tiếp tục làm tiếp. Quá ngon lành. Đây. Đây những cái mối hàng này xấu xí nè không? Đang xét nữa nè. Inox này bị xét đúng không? Rồi kẹp vô. Mọi người coi nè, xét tẩy mối hàng nè. Chấm miếng quá chất dung dịch này. Rồi bấm nút. Quẹt qua. Quẹt lại. Quẹt qua. Quẹt lại. Quẹt qua. Quẹt lại. Quẹt qua. Quẹt lại. Cái này là vừa tẩy được xét luôn nè. Đó, quý khách hàng đang theo dõi cái tính năng cuối cùng trên con máy mới về Top Gun Titan Series. Giá mình bán có 5.700.000 mà được tặng một cái máy hàng. Máy tẩy này, máy điện giải này nè. Đó, giá nguyên cái máy tích 7 tính năng. Rồi tính năng cuối cùng là tính năng là gọi là điện giải hay gọi là máy tẩy inox, tẩy mối hàng. À, giá chỉ có 5.700.000 cho một con máy này thì mọi người nhớ tranh thủ mua đi. Mình về phiên bản chỉ có 20 cái thôi mà bữa nay bán hết là 5 cái rồi đó, còn lại 15 cái nữa. Mọi người thương mến tranh thủ hốt xác em nó. Rồi mình cũng sẽ ta cái nước qua để mọi người thấy sự rực rỡ lòng em của nó. Mọi người chú ý mới cái miếng inox thấy gớm không, bây giờ nó ra đẹp long lanh liền đó. Đây là máy tẩy chức năng phụ của em nó thôi nè. Mọi người cứ kỹ nè, để nó dạ ánh sáng của cái đèn khó chịu ghê nè. Lỡ mà hàng bị lỗi xấu xấu vậy đó thì mình sẽ chơi nó. Rồi đây là một cái đường hàng cuối cùng mình tẩy cho mọi người coi nè. Cũng thấy bị vàng ố nè, thôi đi tẩy lên cái cây này là mới đó. Thôi tẩy miếng này nữa đi để mất thời gian video quá dài quá rồi. Rồi mình sẽ trúng vô đây. Rồi, mọi người coi bóp cò tẩy vô.
tẩy qua tẩy lại rất là nhẹ nhàng tình cảm. Đây là cái tính năng quá tuyệt vời cho một cái máy tích. Thiệt ra bây giờ mọi người mua con máy tích này cái tự nhiên có con này, mình đang lo lắng là không biết con tích 250BC mình còn bán được hay không nữa. Con 250BC 5,2 triệu, con này mắc hơn chút xíu à. Mà qua Tết chắc mình cái giá nó phải là 6 triệu lận. Chứ còn 5,7 triệu này là cái giá mình đang bán giới thiệu sản phẩm thôi. Không có lời lớn gì bao nhiêu hết á. Chỉ tiền ship đi xong nữa thì chỉ còn là nhận được có 200-300 ngàn thôi. Nó không đủ chi phí bảo hành với vận hành công ty đâu. Nhưng mà hôm nay mình muốn mọi người là được cái cơ hội họ sở hữu cái máy xịn đó. Cho nên bán cũng rẻ thôi đó. Thấy cái mối miếng inox hồi nãy nó thấy ghê mà mình tẩy xong rồi nè. Đẹp nè, không? Rồi mình tăng lên 40A, mình đẩy cái đầu khó này cho mọi người coi đi cái đi nha. Nè, cái ống này là nó quá trời, quá đất rồi nè. Nó tùm lum nè. Rồi, tăng lên 40A và rút một đường cuối cùng nữa thôi. Đó, vì cái ống này nó kiểu như là mối hàng nó dơ nhiều quá nè. Mình sẽ đẩy một đường cho mọi người chú ý nè. Vô. Nè, mình đẩy cái ống này qua trong vòng phút chốc thôi. Nè, mọi người chú ý là nguyên cái mặt tiền này nha. Nè, mọi người coi nè. Nhúng thêm một miếng dung dịch vô là mọi người sẽ thấy sự tuyệt vời của cái ống này. Nãy cái thằng mới thấy nó dơ hèm không? Đó, là qua mặt bên này. Mình không có thích cái sự gian dối gì đây nè, làm đường nữa nè, mọi người coi nè. Nó đẩy qua nè, tốc độ rất là nhanh nè. Quý thằng đang theo dõi là tính năng thứ 6 nè. Mình tẩy cái này trong vòng phút chốc luôn. Từ một cái ống xấu xí vậy, mình sẽ tẩy ở cái tốc độ cao, có nghĩa là mình tăng 40A thì mọi người sẽ thấy sự tẩy tốc độ của nó cỡ này. Đây là một cái tính năng phụ trong một con máy này thôi nè. Mà nó từ một cái ống inox mà dơ mối hàng xấu như vậy đó, mình đã đưa nó trở về thành đó, mọi người có thể dùng trong những cái công ty mà sản xuất đồ trang trí nội thất inox là nên đầu tư con máy này. Rất là có lợi. Rồi xong, bây giờ mình sẽ tạt nước để mình thấy rằng gì? Sự tuyệt vời của cái máy tẩy inox của chúng ta. Rồi xong, sạch sẽ rồi đó quý nè. Mình cùng nhau mình rửa nước rồi, tại vì cái hóa chất đó mình không nên đụng tay trực tiếp vô. Rồi sau khi mình đã tẩy ra, mọi người thấy cái ống inox không? Không còn dấu viết gì của mối hàng nữa hết. Rồi xong. Rồi bây giờ mình thấy cái máy nó xứng đáng giá trị của nó không quý thằng ha. Rồi bây giờ mình vô mình test con máy nữa. Rồi bây giờ tranh thủ đóng luôn cái đơn cuối cùng này giùm anh luôn đi em ơi. Dọn dọn xuống coi chừng cái bình hóa chất á. Này dọn đi. Rồi đây là con máy cuối cùng là mình sẽ test cho đơn hàng ngày hôm nay là NBC288 The New One. Nó rất là đẹp, thiết kế theo kiểu châu Âu và mình cũng sẽ dành ra 5 phút cuối cùng thôi. Giá máy thì có 7.500.000 mà thôi. Nhưng mà còn lần này sẽ được tặng cái tích quẹt thì coi như tính ra nó cũng không có mắc mỏ gì. Rồi bây giờ mình sẽ vô em test cho anh nha. Đó, anh để anh nói là không test anh không chịu mua là chết em luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ phụ đứa em nó kéo bàn qua cho nó trống chỗ cho mình làm nè. Chú ý nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ test đầu tiên là chức năng cắt lát ma. Mời mọi người theo dõi nha. Đầu tiên là chức năng cắt. Đây, để lên 40 và mình sẽ đẩy một đường lát ma rất là nhanh. Cắt lát ma thì quý khách hàng thấy rồi đó. Mình sẽ gắn là cái kẹp mát ở bên dấu cộng nha. Bây giờ mình tháo súng mít ra. Đây là súng mít nè, đang gắn dấu cộng. Bây giờ mình thử lát ma trước, mình gắn kẹp mát vô dấu cộng. Rồi cầm cái súng lên, cắt một đường cơ bản cho mọi người coi. Lấy kẹp mát kẹp vô đây nè, mọi người chú ý nè, kẹp vô đây số quất một đường liền rất là lẹ cho anh nha. Rồi sau đó mình lấy miếng này mình hàn cho anh coi luôn. 1, 2, 3 vô. Cắt như là cắt túi vậy, làm lại cho mọi người coi nè. Vô. Như mình đã cắt xuống dưới 2 miếng sắt luôn đó nè. Bỏ thước luôn đi. Đó, mình cắt 2 miếng sắt luôn đó các bạn thấy không? Mình nghe cảm giác mình biết là mình cắt đứt một lần 2 miếng sắt nè, mọi người chú ý nè. Ở dưới này có 1 miếng nè, đó tổng cộng mình cắt có 2 miếng rồi. Đó. Đó. Hồi nãy mình lót dưới này miếng nó cắt đứt luôn nè, quý anh thấy ghê gớm không? Rồi, năm nè. Vô. Quá tuyệt vời. Rồi xong, mình sẽ vô chức năng hàng mít. Rồi mọi người cứ mình chỉ test cho anh khách vậy thôi. Rồi, giờ mà dòng máy này nó quá ngon rồi. Thì bây giờ đây, ngồi tại chỗ này mình làm luôn.
yêu cầu của anh thì nó hơi gắt gao chút, thì em cũng cố gắng hết sức thôi. Bây giờ muốn hàng mít thì bây giờ em sẽ tháo cái kẹp mát của Latma ra khỏi dấu cộng. Em sẽ gắn cái súng hàng mít vô dấu cộng. Rồi, bây giờ cái kẹp mát đã tháo ra rồi đúng không? Thì em sẽ gắn vô dấu trừ. Rồi, kẹp mát vẫn đang nằm đây. Và sẽ lấy cái súng hàng mít. Rất là tuyệt vời, một cái máy có hai đường khí nó vô riêng biệt ra như vậy. Hai tính năng luôn, đó, Latma. Rồi, còn hàng mít nữa. Mà giá chỉ có 7 triệu 500 ngàn thì quý hàng không tận dụng cơ hội này nữa thì đến khi nào, đúng không? Đồ rất là tốt, đạt đúng tiêu chuẩn của châu Âu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng một đường mic cho tất cả quý hàng coi. Nhìn lên menu nè, di chuyển qua chức năng này là hàng que ra, mình khỏi thử đi ha. Tích thì tích quẹt khỏi đi ha. Rồi qua mic. Đây là máy điều khiển thông minh một nấm, mình chỉ chỉnh nhẹ nhàng vậy thôi. Thì bây giờ mình để hàng gọi là mình hàng vô trạng thái gốc cho mọi người coi một phát. Đó, cho mọi người coi, mình mới vừa cắt cái miếng này ra. Rồi, bây giờ sẽ mình đẩy một cái đường dài, thiệt là dài luôn. Đưa vào đây, mọi người chú ý nè. Đưa cái miếng này vô, rồi. Bon cho mọi người coi nha. Nãy mới cắt ra thức thì nè, giờ bon vô hàng nè. Đó, nhẹ nhàng tình cảm quá nè, thấy đã không? Bon vô, nghe cái tiếng là thấy nó ghiền rồi. Bon vô. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi ra cho nó đàng hoàng chút xíu, mình đẩy một đường cho tất cả quý hàng coi ở cái trạng thái này. Bon lại cái đó, mình bon vừa vừa cho nên nó chưa ăn lắm, bon lại. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng một đường cho tất cả quý hàng coi trên cái máy xịn hào này, và mọi người sẽ thấy cọng dây nó quay miên man luôn đó. Hàng cái gì cũng phải thấy cho nó rõ để mọi người yên tâm khi mà mua máy trên kênh máy hàng em Quyền. Rồi bây giờ mời tất cả quý hàng theo dõi nè, mình sẽ hàng cái đường này vô. Rồi để nó méo ra, hàng qua này qua, này qua đi. Vô! Mình ngồi lại đúng tư thế chút xíu, ngồi méo méo quá. Rồi mời tất cả quý hàng theo dõi lại nha. Vô! Quá miên nè, thì đó nó ghiền á, tại do mình ngồi cái tư thế nó chưa được ngon lắm thôi đó. Rồi bây giờ mình hàng lại cái góc kia cho nó đàng hoàng rồi mình qua đây mình đứng đi đó. Nãy mình ngồi bò với nó khó chịu quá, mình không có thấy đường hàng quá trời ơi. Làm lại đường này nha, quá ghiền đi, cho mình phép mình hàng lại một đường này cho nó đàng hoàng nè. Mời tất cả quý thầy theo dõi, đây nó mới đúng tư thế mình hàng được. Mời tất cả mọi người vô coi này nha, vô. Đây là NDCM288 năm 2024, máy có thiết kế mới đẹp hoàn toàn, thân hình dynamic, giá chỉ có 7 triệu 500 ngàn, bao ship lắm nhiều quyền, và còn tặng cho một cái tính hàng tích quẹt nữa, rất là tuyệt vời. Quý hàng nhớ tranh thủ đặt hàng, chồng mình về cuối năm nay cũng mới được có 110 cái đó nữa nè nha. Rồi xong đó, đây là một cái đường hàng gốc rất là tuyệt vời, rất là rực rỡ lòng em. Nghe cái tiếng là quý hàng đã thấy nó quá ghiền rồi đúng không? Rồi một đường thẳng nữa thôi, mình sẽ khép video này lại nha quý hàng nha. Còn một đường thẳng cuối cùng mình sẽ khép video này lại. Đây, không biết hên xui hên quá, sao nó ngay chốc đây vậy. Rồi một đường cuối cùng trên con New 288. Mời tất cả mọi người theo dõi bon. Lại bỏ kẹp mát xuống mà đòi bon hoài. Vô làm lại nè, hên quá, lụm được miếng ngay chốc rồi. Bon, bon. Đây là sự tuyệt vời của con máy mít này. Bon. Rồi mình sẽ đẩy một đường ở trạng thái gọi là mặt thẳng nha quý thầy. Vô. Rất là rực rỡ luôn nè. Vô. Thank you.
Rồi, đến đây video thì nó cũng quá dài. Mình xin phép dừng video tại đây. Chúc mọi người có một ngày thật đẹp và thật an bình. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong video lúc 8:30 tối nay.